Các con bắt đầu làm cái bài đầu tiên trong cái bài cơ ngôn tập của đề Dục Tú nhá. Bây giờ cô sẽ vào Zoom để cô sẽ lấy cái bút để vẽ. Rồi, chúng ta sẽ vào phần đầu tiên. Cái từ wetted nó kết thúc bằng chữ T cho nên cái ED này sẽ phát âm thành ID. Wetted. Worked. Âm cỡ là âm gió, vì vậy ID phát âm thành âm t. Mended thì nó phát âm thành ED. Và wanted cũng phát âm thành ED. Được chưa? Như vậy trong câu này các con thấy đáp án đúng phải là phương án B. Được chưa? Và chúng ta có kết luận phần này, đó là cái phát âm của chữ ED. Nếu nó là chữ T và chữ D thì ED sẽ phải phát âm thành ID. Cái này là con đã học rồi, đúng không nào? Nếu nó là các âm gió, đúng không? Ví dụ như âm chở, đúng không nào? Âm, cái câu này đã có một câu rồi đấy. Chính này, phụ này, không này, phát này, xe này, SH này, chúng em này, sẽ này, get này. Tất cả những cái chữ cái này khi cộng với ED thì nó sẽ phải phát âm thành ch. Và ED được phát âm là d trong các trường hợp còn lại. Được chưa? Cái này là con đã biết rồi. Nhá. Tiếp theo, bây giờ đến cách phát âm của chữ S. Cái chữ S này thì nó cũng sẽ có ba cách phát âm. Nếu kết thúc bằng các âm gió, đúng không? Ví dụ như là get, thì, pha, cà, phê của tôi. Tất cả sau những chữ cái này là tạo thành âm gió này. Đúng không? Thì cái chữ S này sẽ phát âm thành âm sờ. Và nó khi nó kết thúc bằng các chữ sau đây. Chú này, SH này, sẽ này, xin này, chúng em này, giày này, dép này, đúng không? Nhưng chữ cái này thì cái chữ S này sẽ phát âm thành IZ. Đấy. Còn cuối cùng thì nó sẽ phát âm thành Z. Cái này là con cũng đã được học kỹ từ năm lớp 6, lớp 7 rồi. Vậy ở đây chúng ta có cái từ faces, nó kết thúc bằng chữ CE. Đấy, CE thì ES sẽ phải phát âm thành IZ, đúng không? Từ places cũng kết thúc bằng chữ CE, vậy nó là IZ. Từ does thì ở đây chữ O câm cho nên cái từ does này nó chỉ phát âm thành Z thôi. Từ misses nó có chữ S đây, vậy chữ S phát âm thành IZ. Đúng không? Vậy đáp án đúng câu này phải là phương án C. Bạn nào chưa thuộc cách phát âm này các con ghi vào đi. Education nó là âm shin. Và ký hiệu của âm shin các con lưu ý nó gồm có một chữ s nặng và đúng không? Và một chữ n. Có cái đuôi t on thì hầu hết được phát âm là shin, nhưng riêng trong từ question thì nó lại phát âm thành âm chờ chứ không phải là âm sờ. Và ký hiệu của âm shin như thế này. Action vẫn là âm sờ, shin. Và mention vẫn là âm shin. Vậy đáp án đúng câu này các con phải chọn phương án B, đó là question. Tiếp tục cách phát âm của ED. Chữ Y dài này không phải là âm gió cho nên ED phát âm là âm D. Chữ K là âm gió, ED phát âm là âm T. Chữ K này cũng đều là âm gió cho nên nó phát âm là âm T. Vậy đáp án đúng câu này phải là phương án A. Câu số 5. Cách phát âm của chữ S đúng không? Âm gió này, vậy nó phát âm thành S. Còn ba trường hợp còn lại đều là chữ y dài nó phát âm thành âm d. Đề này cho hơi dễ. Vậy đáp án đúng câu này phải là phương án B. Câu số 5 tiếp tục là cách phát âm của ED, âm gió này, âm gió này, âm gió này, đúng không? Ba âm gió này ED sẽ phát âm thành âm th. Còn riêng cái chữ T nó lại được phát âm là ID. Vậy đáp án đúng câu này sẽ là phương án C. Được chưa? Phần này các bạn Dục Tú các con nhớ lưu ý là viết cách đọc của từng từ này vào vở.
Và tốt nhất là chép cái bài này vào vở, nếu không thì sẽ không luyện đọc được nhé. Như vậy là cô đã chấm xong bài đầu tiên. Các con xong bài, sang bài thứ hai. Đó là bài đánh trọng âm. Bài trọng âm thì các con lưu ý này. Indonesian, rơi vào nay. Bài này cũng phải chép ra nhá. Magician, rơi vào jig vì nó có âm shin. Âm shin để trọng âm sẽ rơi vào âm trước nó. Magician, musician vào jig. Historian vào to. Vậy đáp án đúng câu này. Nó sẽ rơi vào âm thứ 3 của từ Indonesia, còn ba từ kia rơi vào âm 2. Worship rơi vào âm 1, offer âm 1, special âm 1, preserve âm 2. Vậy đáp án đúng câu này sẽ là phương án D. Belonging âm 2, tradition âm 2, cultural âm 1, historic âm 2. Đáp án đúng là phương án C. Conveniently V, ceremony âm 1, diversity âm 2, majority âm 2. Vậy ta có đáp án đúng câu này là phương án B vì nó rơi vào âm 1. Các con đọc nhá. Chép vào vở xong nhớ tập đọc phần này cho cô. Lantern âm 1, festival âm 1, ceremony âm 1, procession âm 2. Vậy đáp án đúng là phương án D. Được chưa? Intelligent âm 1, volunteer âm 3, information âm 3, generation âm 3. Được chưa? Vậy đáp án đúng là phương án A. Bây giờ các con cùng đọc theo cô một lượt này. Indonesian, magician, musician, historian. Nhớ là chỉ cần đọc to cái âm trọng âm thôi. Worship, offer, special, preserve, belonging, tradition, cultural, historic, convenient, ceremony, diversity, majority, lantern, festival, ceremony, procession, intelligent, volunteer, information, generation. Sau khi mà đã học xong phần này rồi, các con có thể nghe lại và tập đọc lại nha. Bài tiếp theo là chọn phương án đúng để hoàn thành câu. Câu thứ nhất, chúng ta có lệ mật. Đúng không? Thế câu này chúng ta thử làm bài xem nào. Nha. Chúng ta cùng làm bài xem là có vấn đề gì. Nếu như câu 1 chúng ta băn khoăn, ta có từ perform là trình diễn này, commemorate ở đây là gì đây? Cô hãng làm đã, cô chưa cần biết đúng sai, đúng không? Cứ làm thử làm 20 câu này xem máy nó chấm đúng sai như thế nào đã, được chưa? Chưa cần biết đâu nhá, tôi chưa cần biết, có thể là tôi làm, tôi không để đọc kỹ đề, tôi cứ thế tôi làm bừa. Đúng không nào? Để tôi thử xem là máy nó chấm như thế nào. Ok chưa? Và trong quá trình làm thì lúc này tôi đóng vai trò như là một học sinh luôn nhá. Lệ mật festival, ta có commemorate không biết là gì đúng không? Worship không biết là gì, preserve không biết là gì, vậy tôi chọn bừa. Tôi chọn bừa câu này. Founding là cái gì không biết đúng không? Tôi chọn bừa câu này. Câu 2. Ở Anh có rất nhiều các phong tục cho cái phong cách ăn, đúng không nào? Ví dụ chúng ta phải dùng, chúng ta phải hay chúng ta nên. Cái từ we này tôi phân tích này, nó không đi về has to này, having này, đúng không? Không biết chọn cái gì. Having to thì nó không thuộc công thức nào, vậy cái này với cái này sai rồi. Mà having đi về use thì càng không ổn, đúng không? Vậy đây chúng ta thử chọn phương án C xem nhá. Nhớ là lúc này cô đóng vai trò của học sinh đấy, cô cũng sẽ chọn bừa như các con này. Life in a small town is, có gian là so sánh hơn. Vậy câu B này không đúng này. Câu này không đúng này. Có less peaceful than. Less thì đúng là so sánh hơn rồi. Cuộc sống ở một thị trấn nhỏ và thành phố lớn ít thanh bình hơn. Vậy câu này không đúng về nghĩa đúng không? Vậy câu này các con chọn thử đáp án này xem. Câu số 4, why là trong khi, diễn đạt hoạt động đang xảy ra. Rồi, mình thử chọn cái nào. Đang xảy ra. Trong khi đang xảy ra, thử chọn I'm watching xem sao. Tiếp tục câu số 5. Trong quá khứ, mọi làng của tôi không có nước sạch, đúng không? Chúng tôi phải giúp cha mẹ lấy nước từ sông. Lấy nước. Lấy nước.
Chọn từ nào nhỉ? Chọn từ gather. Gather là tụ họp, không được. Give là đưa cho, find là tìm. Từ tìm, từ collect xem. Tiếp tục câu số 6. Quan họ singing. À, câu này cô Xuân Anh dạy rồi đúng không? Chắc chắn là performance rồi. Trong đề của cô Xuân Anh có rất nhiều những câu như này. Hôm trước gặp hai lần rồi. Một cái phong tục là một cái gì đó mà được chấm 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 cách làm. Sau ân này chắc chắn phải là accept. Vậy cái phương án này là bỏ này. To be này em bỏ này. Chỉ còn hai cái này thôi. Thử xem, accepting xem nha. Là một cái cách được chấp nhận. Câu số 8. Mùa xuân đến rất nhiều làng chuẩn bị đón lễ hội mùa xuân. Khi mùa xuân đến. Đúng không? Vậy cái này là trong khi không được. Cái này là tuy nhiên không được. Chọn when nhé. Vào Tết Trung Thu, lũ trẻ hát múa, vân vân. Chúng thích. À, vì vậy, đúng không? Vì vậy thì chọn cái nào nhỉ? Vì vậy thì chọn cái nào? Thử chọn cái này xem. Không nhớ cái từ này nghĩa là gì. Không nhớ thì đáp án có thể là rơi vào nó. Câu số 10. Ở Việt Nam, bạn gọi tên người lớn tuổi. Bạn phải dùng tên gọi để gọi người lớn tuổi. Ví dụ một ông già mà gọi ông ấy là ông Thọ thì gọi là Thọ ơi thì không được đúng không? Vậy đây là không nên. Shouldn't. Đó là một quy luật mọi người phải, đã là luật rồi thì mọi người phải, phải thì không thể dùng should được. Should là nên rồi. Phương án C và phương án A và phương án D loại. Phải thì phải dùng has to. Thế nhưng cái everyone này nó là số ít hay số nhiều nhỉ? Chết rồi, không nhớ. Nhưng mà đây là nếu là chọn không phải theo luật thì cũng không đúng nghĩa. Vậy cứ thử chọn cái này xem. Câu 12. Lang Liêu không mua một đồ ăn nào. Anh ta nghèo. À, mệnh đề chỉ nguyên nhân. Chọn cái này. Tiếp câu 13. À, đứa trẻ đang khóc thì bà tiên xuất hiện. Chọn cái này. Đứa trẻ là số ít. Một bà tiên số ít. Chọn cái này. Đúng không? Câu 14. Tết là dịp đoàn viên trong gia đình. Đoàn viên ta có từ union thì phải. Đúng rồi. Câu 15. Thanh thiếu niên thích cái này hơn cái này. Hơn để chọn gian. Câu 16. Thánh gióng không thể nói, không thể cười, không thể đi. Nếu, mặc dù, trong khi, à, mặc dù, chọn even though. Câu số 17. Chúng tôi làm cùng việc cùng với nhau để dựng cái lều. Lều đó là một công việc. Dựng lều là pick. Pick là hái rồi. Collect là thu gom. Right là, put up là dựng. Đúng rồi. Chọn đáp án này, thử xem nhá. Nhớ là con chưa chấm vội nhá. Đây mới chỉ là bài làm thử. Cô đóng vai trò của một học sinh này. Câu số 18. There is a. Một truyền thống. Một truyền thống. One. Câu này one và ân đều. One và ơ đều được. Chọn ơ đi. Tiếp câu 19. Đất nước Việt Nam có hình chữ S. Có 54 dân tộc. 54 dân tộc là số nhiều để không chọn group này cũng không chọn team này. Hình như là từ group đọc bài nhiều rồi có những từ group. Cuộc sống ở đây không vội vàng như cuộc sống ở thành phố. So sánh ngang bằng thì tính từ phải đề dạng nguyên mẫu. Thì chọn từ fast này xem. Nào, xem nào. Sau khi làm xong kiểm tra lại hết xem còn chữ nào câu nào chưa làm không. Chắc làm hết rồi. Bỏ sót là mất điểm. Nào thử đổ bài. Nhưng ở đây nó còn một câu để lưu. Còn một câu chưa làm à? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Làm hết rồi mà. Tại sao nó vẫn báo còn một câu chưa làm nhỉ? Nhưng cứ đổ bài xem sao. Chết rồi, sai nhiều quá. Nó lại bắt đăng nhập lại rồi. Mệt thế cái trang này. Nó lại bắt đăng nhập lại. Bác cả đầu. Chắc là hết giờ. Chắc là hết giờ nó bắt đăng nhập lại. Đấy, giờ lại phải làm lại từ đầu. Vậy các con làm là cái bài này là các con để ý này. Này nó đảo lung tung hết cả rồi đây này. Mình chọn lại nhá. Vừa nãy mình nhớ cái gì mình chọn lại. Up here. Less, much more. Quá thời gian là nó bắt làm lại đấy.
đảo câu lung tung cả rồi. Cô đang làm lại những câu vừa nãy. Rồi, chúng ta thử chấm xem nhé. Đấy, các con thấy chưa? Khi mà chúng ta làm bừa như thế này thì chúng ta chắc chắn sẽ dẫn đến những cái câu sai, bởi vì là có khi đóng vai trò của một học sinh thì các con mới thấy là có những bài, có những câu các con hiểu chưa vững thì các con sẽ làm sai. Ngay câu đầu tiên này, đánh gióng không thể cười, không đến bây giờ các con phải nghe cái giảng kỹ này, bởi vì đây chính là phần chữa bài của cô nhé. Đánh gióng không thể cười, không thể nói, không thể đi, mặc dù ông ấy đã 3 tuổi. Mệnh đề chỉ trái ngược nhé. Bình thường một đứa trẻ tầm tuổi rưỡi là nó có thể cười, có thể nói có chuyện và có thể đi tập đi được rồi. Câu số 2, đứa trẻ đang khóc thì một bà tiên xuất hiện. Vậy các con nhìn kỹ, trong câu này đã xuất hiện một hành động đang xảy ra là was crying. Và cái hành động xen vào trong câu này là động từ appear. Và quá khứ đơn bao giờ cũng xen vào quá khứ tiếp diễn. Để nói về hành động đang xảy ra thì bị cái hành động kia xen vào. Được chưa? Trong câu này chúng ta thấy là đang khóc thì xuất hiện. Cái hành động xuất hiện này là xen vào nhá. Vậy nó phải chọn từ appear thêm ed. Quá khứ đơn. Tiếp theo câu này chọn bừa nhưng mà lại là chọn đúng đây. Được chưa? Cuộc sống ở một thị trấn nhỏ thì đương nhiên là thanh bình hơn rất nhiều. Vậy chúng ta phải chọn more peaceful than. Và đây có từ much trong câu này dùng để dần nhấn mạnh thôi nhá. Nhấn mạnh cái gì đó hơn thôi. Được chưa? Tiếp tục câu số 4. Chúng ta không chọn từ shouldn't. Bởi vì nó đã là luật rồi thì mọi người phải tuân thủ. Nhưng vừa nãy cô đã nói rồi, cái từ everyone này nó là một chủ ngữ số ít. Everyone là tất cả mọi người, nhưng mọi người ở đây lại là chủ ngữ số ít nhé. Vì vậy các con phải đi với từ has to. Câu số 5, so sánh ngang bằng đi với past để nguyên thể, đúng rồi. Câu số 6, câu này chữa nhiều rồi. Performance of quan họ singing, cái màn trình diễn hát quan họ. Câu số 7, chọn từ because, đúng rồi. Lang Liêu không có tiền mua đồ ăn ngon mà chỉ bà bởi vì anh ta rất nghèo. Câu số 8, ở đây ta có family reunion, có nghĩa là đoàn tụ gia đình. Được chưa? Tết là dịp đoàn tụ gia đình ở Việt Nam. Đây là danh từ ghép nhá. Câu số 9, trong khi tôi đang thì tôi gặp, cái hành động đang xảy ra mà lại có từ met ở quá khứ. Thế vừa nãy mà chọn cái hành động đang xảy ra này mà chia ở hiện tại đơn là sai. Đúng không? Nó không cùng thời điểm ở quá khứ. Vậy muốn nó cùng một thời điểm quá khứ thì các con phải chọn quá khứ tiếp diễn, chứ không được chọn hiện tại tiếp diễn. Tiếp tục câu số 10. Teenager prefer watching TV than. Câu này than là sai nhá. Và các con ghi cho cô công thức của câu này. Thích, câu này là con ghi vào vở đi. Thích hoạt động gì hơn hoạt động gì? Vậy cái hoạt động số 1 và cái hoạt động số 2 nó được nối với nhau bằng từ hơn. Và trong câu này từ hơn chính là từ to. Còn cái từ than này chỉ được dùng trong câu so sánh hơn thôi. Còn mẫu câu với từ prefer, thích hoạt động gì hơn hoạt động gì, các con phải dùng từ to. Ghi mẫu câu đi. Prefer cộng verb ing, to cộng verb ing. Có nghĩa là thích làm gì hơn làm gì. Câu số 11. Collect water, đúng rồi, ở đây là đi lấy nước. Câu 12, chúng ta dùng accepting sẽ là bị sai, bởi vì câu này nó phải mang nghĩa bị động. Một cái phong tục là một cái gì đó được chấp nhận. Vậy là được chấp nhận thì các con phải dùng bị động với nó. Tiếp tục câu này dùng a tradition, đúng rồi, một truyền thống. Câu 14, bỏ quên không làm, thế này là bị trừ điểm rồi nhá. Ở Việt Nam thì bạn
Khi mà bạn dùng address people older than you, gọi tên người lớn bằng một cái tên first name nhé. Đấy là cái tên gọi, ví dụ mẹ mình tên là Hồng mà gọi Hồng ơi thì không được. Vậy ấy phải gọi mẹ Hồng ơi. Đúng không? Hoặc là cô Hồng ơi. Vậy đây là mình không nên, mình sẽ dùng từ shouldn't nha. Không nên gọi tên vì đấy là mất lịch sự. Câu số 15 chúng ta phải chọn have to, được chưa? Bởi vì nó là cái table manner. Đấy, quy tắc bàn ăn. Câu số 16 chúng ta không dùng moreover. Dịp Tết Trung thu lũ trẻ như thế này này. Bởi vậy chúng rất là thích, vậy con phải dùng therefore. Câu số 18 từ commemorate, đúng rồi, đó là tưởng nhớ. Tưởng nhớ cái sự thành lập ra ngôi làng này. Câu 18 đúng rồi, group 54 nhóm dân tộc. Và câu 19 chọn từ when, đúng rồi, khi mùa xuân đến, các con biết đây chính là mệnh đề chỉ thời gian. Và câu 20 chúng ta chọn put up, được chưa? Put up ở đây chính là dựng lên, đúng rồi. Bài này hết rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ trang sang cái bài luyện thứ hai. Bài luyện thứ hai đề bài yêu cầu là choose the word which has the closest meaning to the underlying word. Hãy chọn ra một từ có nghĩa gần nhất với cái từ được chọn. Nào, bây giờ cô có thể chọn bừa nhá. Cô lại tiếp tục chọn bừa. Các con nghe cái cách làm việc của một học sinh này. Dân tộc Thái là những người dân nông dân rất là experienced. Cái từ này nghĩa là gì nhỉ? Không có một cái gì đằng sau. Chọn bừa. Well known là nổi tiếng. Nổi tiếng thì bằng nghĩa với từ famous. Đặc biệt, amazing là đáng ngạc nhiên, đồng nghĩa với từ surprising. Sharp là đúng 9 giờ, hình như là on time. Dân tộc Hơ Mông sống ở vùng núi phía Bắc. Gần này là gần về địa điểm này. Chính này, thiểu số này. Tiếp tục, necessary. Không cần phải boa ở Việt Nam. Ở Việt Nam khi mà giả tiền thì không cần phải thối, tức là không phải boa tiền. Vitally. Đấy, thì như vậy là làm bừa chúng ta đã bị sai hai câu rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi từng câu một nhé. Câu thứ nhất, nếu câu này chọn từ skill, các con sẽ phải chọn từ skill thêm ID. Được chưa? Là những người nông dân rất giàu kinh nghiệm. Nhưng cái skill này khi không thêm ED thì nó lại là kinh nghiệm, nó là danh từ mất rồi, không thể đi với từ farmer được. Vậy ở đây kinh nghiệm ở đây chính là những người nông dân biết rất là nhiều việc, nông dân rất là giỏi. Thì các con phải chọn phương án A. Câu số 2, well known, đúng như các con biết, đó là bằng nghĩa với từ famous, rất là nổi tiếng. Câu số 3, amazing, đồng nghĩa với từ surprising, đáng ngạc nhiên. Rap Việt reason to has created amazing start, được không? Tiếp theo, câu số 5. Sharp ở đây là đúng giờ bằng với on time, được chưa? Đúng 9 giờ thì phải về nhà. Mostly bằng với mainly, đúng rồi, câu này có nghĩa là chủ yếu. Dân tộc Tày, dân tộc Hơ Mông và dân tộc Dao chủ yếu sống ở miền núi phía Bắc. Và cái này là một trạng từ chỉ về mặt phân bố đấy. Câu số 6. À, bị sai mất rồi. Necessary trong câu này là cần thiết cơ. Cần thiết thì nó đồng nghĩa với từ essentially. Thế còn cái từ vitally ở đây là bằng nghĩa với từ quan trọng, là bằng nghĩa với từ important. Tiếp theo, bài tiếp theo đó là chọn từ đối nghĩa, được chưa? Đối nghĩa nhá, chúng ta lại bắt đầu làm với tư cách của học sinh. Different đối nghĩa với the same. Same không đi với to. Same không đi với of. The same chưa có s, vậy đây là the same s. Nhưng cái này lại không có dư. Chết rồi, hai cái này chọn cái nào nhỉ? Chọn bừa. Chúng tôi thích các bài hát truyền thống của người. Truyền thống thì đối nghĩa với cái gì? Truyền thống
thì phải đối nghĩa với hiện đại. Keep tradition, custom, giữ trang phục truyền thống có nghĩa là bỏ đi, đối nghĩa với nó là phải là bỏ đi. Bỏ đi thì chọn cái gì? Tiếp tục này, chăm sóc này, theo này. À, bỏ đi có thể là từ break, đoán nghĩa thôi. Written language ở đây là ngôn ngữ viết thì đối nghĩa sẽ là ngôn ngữ nói, spoke, đúng không? Oblige là cấm, cấm không được sống với bố mẹ sau khi kết hôn. Oblige to leave. Và ta có từ compulsory trong câu này là bắt buộc. Đấy, vậy trẻ ở đây là bắt buộc. Cái từ oblige, oblige ở đây là bị ép buộc, vậy nó đồng nghĩa với từ compulsory. Đồng nghĩa nhưng mình đang phải chọn từ đối nghĩa cơ. Vậy từ compulsory không được rồi. Obligatory cũng không được. Choice là lựa chọn. Từ chọn ra nào. Được chọn sống với bố mẹ. Tiếp câu số 6. Vùng nông thôn Dennis từ London có rất nhiều cảnh đẹp. Positive views. Positive phải đối nghĩa với từ gì nhỉ? Chọn bước. Đấy, chết rồi. Nhiều câu dài quá rồi. Như vậy ngay trong câu đầu tiên các con đã thấy là đáp án đúng. Khi các con băn khoăn the same thì phải đi với S, nhưng trong câu này không có S thì mình sẽ chọn cái gì? You have to use the same slipper. Có nghĩa là cùng một đôi dép. Đúng không nào? Vì vậy nó không có S ở đây là cùng một đôi dép như cái gì? Vậy là con không cần từ S. Vậy câu này đáp án đúng phải là phương án B. The same slipper. Được chưa? The same slipper đây là bạn phải đi cùng một đôi dép cả vào nhà tắm và đi cả vào trong vườn. Câu số 2. Traditional đối nghĩa với modern, đúng rồi. Bài hát truyền thống là đối nghĩa với bài hát hiện đại. Câu số 3. Keep tradition custom, tức là giữ gìn những cái trang phục truyền thống thì ở đây là break up, là bỏ đi. Được chưa nào? Tiếp tục. Câu số 4. Sai rồi. Written language, các con nhìn thấy cái từ written này nó để ở dạng phân từ 2. Thì ở đây ta phải có spoken language, tức là ngôn ngữ được nói chứ không phải là tự nói. Cả hai từ này đều ở hình thức bị động. Câu số 5 chúng ta phải chọn từ optional. Optional ở đây vì sao? Vì ở đây nó mang tính lựa chọn. Được chưa? Bạn được quyền lựa chọn sống với bố mẹ sau khi kết hôn. Còn ở đây bạn bị ép buộc sống với bố mẹ. Có nghĩa là đối nghĩa với được bị ép, có nghĩa là được lựa chọn, không bị ép. Đúng không? Tiếp tục câu số 6. Các con sẽ chọn từ negative. Vì sao? Vì negative ở đây là negative view, là những cái khung cảnh rất là mang tính positive, là mang tính tích cực, thế còn negative là mang tính tiêu cực. Tiếp tục nha. Đây là phần lời đáp và lời thoại. Nào, chúng ta cùng làm nào. Lời đáp và lời thoại nha. Câu số 1 chúng ta xem là chúng ta sẽ chọn cái gì. Nào, chọn bừa đi xem nào, không thèm nghĩ, không thèm nhìn. Tí nữa sẽ phân tích sau. Cho nó nhanh. Đấy, nó lại bắt đăng nhập lại rồi đây này. Mệt lắm cơ chứ đấy. Đây, làm nhanh nhá, làm bừa không tí nó lại hết giờ, nó lại bắt đăng nhập lại. Cứ làm bừa đi đã. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng phân tích nào. Câu thứ nhất, chúng ta nhìn cái chức năng giao tiếp, tức là cái câu này người ta nói để làm gì? Được chưa? Mình nên mời Ryan ăn món gì khi anh ta đến thăm chúng mình? Vậy là cái câu này hỏi là mời món ăn gì? Vậy trong câu trả lời chắc chắn phải có tên của món ăn. Đáp án A là đáp án đúng này. Nem sẽ rất ngon đấy. Còn phương án B, mình nên mua nguyên liệu để làm nem vào ngày mai. Đây là nói về kế hoạch ngày mai chứ không phải là tên của món ăn để mời anh này. Câu số 3, anh ta hứa sẽ làm nem. Câu này không có, không phải là câu đáp, đúng không nào? Chỉ cần tên của món ăn
mà anh ta cần thôi. Câu 2, bạn sẽ có thể cải thiện được tiếng Việt. À, đây là một câu dùng để đùa. À, vậy câu này đáp lại sẽ là not sure about that. Không chắc lắm đâu, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ rất thích nghe cái giai điệu của cái này. Đấy, vậy đây là một bài hát nghe để cải thiện tiếng Việt. Còn I love to là tôi rất thích đã đáp lại lời mời rồi. You arrived on my first day cũng không đồng nghĩa, đúng không nào? Stop reading comics không đồng nghĩa trong câu này, đúng không nào? Không thích hợp để đáp lại. Câu số 3, no you can eat it for any meal. Bạn có thể ăn nó bữa nào cũng được. Vậy câu hỏi chắc chắn sẽ là hỏi là ăn ở bữa nào được không? Vậy đáp án đúng phải là phương án C. Được chưa? Do we eat Vietnamese beef noodle for only breakfast? Có phải là người Việt Nam chỉ ăn phở bò vào bữa sáng không? Không, mày ăn bữa nào cũng được. Câu số 4, hãy nhìn vào những cánh đồng bậc thang này này. Và đáp án này sẽ phải là phương án D. How spectacular, thật là đẹp. Đẹp ở đây là mang tính chất hùng vĩ, nhìn từ trên cao xuống. Được chưa? Đây là một câu dùng để khen. Câu cuối cùng là câu 5. Ở Anh người ta lái xe ở bên trái của đường, đúng không? Việt Nam có lái xe bên trái đâu, với phương án D loại. I think you're wrong. Tôi nghĩ là bạn sai, không đúng. Đáp án đúng là đáp phương án B. Don't feel amazed, just their tradition. Có cái gì đáng ngạc nhiên đâu, đấy là thói quen, đấy là truyền thống của họ. Được chưa? Tiếp tục đến bài sửa lỗi sai nhá. Lại làm bừa nhá. Vậy chúng ta sẽ thấy cái bài này là bị sai này. Tại sao câu này lại sai từ logic? Đấy. Cái bảo tàng này có cái bộ sưu tập đồ tạo tác lớn nhất trên thế giới. Đồ tạo tác tức là cái đồ dùng để mô phỏng lại cái thực tế. Và cái đây ta có collection là một bộ sưu tập thì phải là nhiều đồ tạo tác. Vậy cái từ artifacts này con phải thêm s mới đúng này. Đấy. Câu số 2. Ở đây ta không dùng từ have mà phải dùng từ large. Vì sao? Ở đây là larger này. Đề bài bị sai này. Người Việt có cái dân số lớn nhất ở Việt Nam. Được chưa? Ở đây chúng ta không dùng so sánh hơn mà chúng ta chỉ dùng từ large thôi. The largest number. Thì mới đúng nha. Chứ còn từ large không thì chưa đủ. Tiếp theo, chỉ vài người Việt Nam ở vùng thành thị bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây. Ở đây ta có từ few là một vài và cái này là số ít này. People, cô xin lỗi. Few people là số nhiều đếm được, vậy không đi với từ is. Is này phải sửa thành từ a mới đúng. Hiểu bài chưa? Làm bài mà không có người giải thích cho thì sẽ không hiểu vì sao nó như thế, đúng không nào? Tiếp theo, cái câu số 4, đúng không? Chúng ta sẽ thay từ by bằng từ for. Bởi vì well known đi với for là nổi tiếng vì cái gì đó. Vải của người Thái nổi tiếng bởi vì nó rất là độc đáo, rất màu sắc và rất dai. Tiếp theo câu số 5, chúng ta biết là nó sai từ ân. Ở đây ta nói là ethnic minority people, tức là dân tộc thiểu số. Được chưa? Người dân tộc thiểu số rất là thân thiện và rất hay giúp đỡ người khác. Còn câu 6 thì các con lưu ý cho cô là cái từ traditionally nó mới đứng đầu câu để làm trạng ngữ nhá. Theo truyền thống thì thế, còn tính từ không bao giờ được đứng đầu câu để có với chức năng là làm trạng ngữ của câu như thế này đâu nhá. Thế như vậy là cô đã chữa xong cái đề của Dục Tú rồi. Thế còn những cái phần nào thì các con sẽ về làm nốt. Hai bạn Dục Tú để nhớ về xem lại clip này và giải thích lại từng câu một. Chỗ nào khó thì các con mở clip của cô ra để làm lại. Thế còn các bạn Liên Hà và Vân Hà lưu ý là làm hết cái đề cương Liên Hà cho cô. Cô vừa gửi lên nhóm rồi đấy nha.